Tóm nhanh bắt gọn, bốn con giáp nam mang lại một đời vinh hoa cho phái nữ. Các bạn thân mến, nếu bạn đang phân vân không biết lựa chọn anh chàng nào để kết hôn, thì lệ ngày tốt sẽ bật mí bốn chàng giáp mang lại cuộc sống hôn nhân viên mãn cho chị em nhé. Lấy được một trong bốn con giáp này làm chồng thì chị em cả đời nhàn nhã, chỉ ăn chơi và hưởng thụ mà thôi. Dẫn đầu là những người đàn ông tuổi hợi. Người tuổi hợi được xếp ở vị trí số 1 là bởi lẽ họ thuộc tuyết đàn ông vừa biết kiếm tiền lại vừa vô cùng yêu thương vợ con. Gia đình trong mắt họ là số 1, đúng theo cách nói, đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão. Khi yêu, ít người con gái nhận ra điều này bởi họ rất khéo léo thử thách để tìm hiểu xem cô ấy có yêu mình hết lòng thật sự hay không. Họ sẽ giấu giếm thân phận, chức vụ để dò la xem bạn gái của mình yêu vì tiền hay vì tình thực sự một khi đã trải qua vòng thử thách thành công sẽ đến vòng trải nghiệm khả năng quản lý tài chính và tề gia nội trợ. Họ đòi hỏi ở người bạn đời rất cao, nhưng một khi đã yên bề ra thất nên duyên vợ chồng thì những tiêu chuẩn này hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Bởi lẽ, chỉ cần người vợ sinh cho mình một người con ngoan hiền thì đức ông chồng tuổi hợi sẽ miễn trừ toàn bộ công việc tay chân nặng nhọc cho vợ. Nói hơi khó nghe, nhưng với họ, tiền không mua được tất cả, nhưng mua được gần hết vợ cần gì, muốn gì, họ đều đáp ứng trong nháy mắt. Thậm chí, nếu vợ có sở thích đắt tiền và tốn kém như đi du lịch, shopping đồ hiệu hay đi spa hàng tuần và cả phẫu thuật thẩm mỹ, họ cũng gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Đa phần các ông chồng tuổi hợi thường lấy vợ muộn khi đã ngoài 30 đến 35 tuổi, nên một khi đã có nền tảng kinh tế thành công, họ sẽ nhẹ nhàng đề nghị vợ ở nhà làm nội tướng. Lấy được người chồng như vậy, đảm bảo các cô gái chỉ việc ngồi mát, ăn bát vàng. Top 2. Đàn ông tuổi dần Đừng lầm tưởng rằng đàn ông tuổi dần ra trưởng phong kiến, không biết cương chiều phải đẹp. Họ chính là những người đàn ông mắc bệnh thần tượng vợ con, yêu chiều gia đình số 1. Gia đình của các ông chồng tuổi dần lúc nào cũng êm ấm hạnh phúc vì bất cứ khi xảy ra mâu thuẫn, bao giờ các đức ông chồng cầm tinh con hồ cũng nhún nhường nhận lỗi sai trước, chủ động làm lành với vợ. Điểm cộng tuyệt vời nữa của họ là nguồn tài chính hàng khủng mà chính cánh mày dâu cũng phải ngưỡng mộ. Họ yêu thương vợ con bằng cách khiến cho gia đình nhỏ của mình không bao giờ phải thiếu thốn về kinh tế và tinh thần. Chỉ cần vợ con húng hắng hoặc tỏ ý thích món đồ gì, họ sẽ sẵn sàng săn lùng tìm mua bằng được. Top 3: Đàn ông tuổi mùi. Những người cầm tinh con dê rất thành khẩn trong tình yêu, họ vừa lãng mạn lại vừa nhiệt thành. Cô gái nào có bạn trai tuổi mùi sẽ luôn được anh ấy nâng niu, bảo vệ và chăm sóc kỹ càng. Đến khi lấy về làm chồng, người vợ còn sung sướng gấp bội phần vì các anh chàng rất chu đáo, khéo tay. Họ có thể giúp vợ giặt đồ, cho con bú, thay tã và sẵn sàng tất cả đêm để chăm con dù sáng hôm sau công việc bộn bề. Với họ, gia đình luôn là ưu tiên số một, công việc và bạn bè chỉ xếp phía sau. Tàn làm, họ sẽ về nhà và không là cả rượu bia, cũng không tụ tập bạn bè vào cuối tuần ngay cả khi được vợ tạo điều kiện để giao lưu thoải mái tự do với bằng hữu, họ cũng thấy ái ngại và chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà với vợ con. Cũng đừng nghĩ rằng họ hơi nhu nhược yếu mềm, trong công việc họ là tay kinh doanh, người nhân viên vô cùng mẫn cán. Tiền bạc trong nhà một tay họ lo liệu đầy đủ, dư giả vì luôn có tâm lý không bao giờ được để vợ con phải chịu cảnh thiếu thốn. Có được nghề chồng như thế thật sự là mong ước của rất nhiều cô gái thời nay đấy các bạn ạ. Top 4. Đàn ông tuổi sửu Người cầm tinh con trâu đa phần bề ngoài rất đơn giản, mộc mạc, tính tình ôn hòa, bình dị. Đàn ông tuổi sửu cũng không nằm ngoài nét tính cách đó, họ rất nhẹ nhàng và tình cảm. Họ không dễ dàng bị thu phục bởi bất cứ cô gái nào, nhưng một khi đã yêu lại sẽ rất trung tình. Nhược điểm của họ trong tình yêu là quá đơn điệu và thiếu tinh tế, không mấy khi thể hiện tình cảm. Thay vào đó, họ thích hành động thực tế và quan tâm thiết thực đến một nửa của mình hơn. Khi yêu, các cô gái sẽ thấy bạn trai của mình hơi khô khan, cứng nhắc và có chút bảo thủ. Nhưng khi lấy về, họ mới biết đã giúp vàng mười về dinh, vì những người chồng tuổi sửu vô cùng trung thủy và yêu thương vợ con. Họ thổi tuyết sẵn sàng xông pha kiếm tiền gian khổ, nhưng một khi đã về đến nhà thì gác lại tất cả những lo lắng muộn sầu của công việc và hết lòng chăm lo cho gia đình. Họ cũng chẳng cảm thấy xấu hổ hay nề hà gì khi bị người khác bắt gặp mình đang nuôi húi làm việc nhà, ra rũ quần áo hay thay vợ dạy bảo con học hành. Lấy được người chồng như vậy, tự hỏi có cô vợ nào không ưng ý được cơ chứ? Còn là tuyệt vời khi trở thành vợ của những đức lăng quân vừa giỏi kiếm tiền lại vừa yêu chiều vợ, phải không các bạn? Chúc các bạn sẽ tìm được những người bạn đời ưng ý và chung sống hạnh phúc nhé! Đừng quên ủng hộ Lịch Ngày Tốt bằng cách like và share các chương trình hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau. 10 nơi đừng tới vào ban đêm để tránh âm khí. Xin chào các bạn yêu mến chương trình của Lịch Ngày Tốt. Ngày hôm nay, Lịch Ngày Tốt sẽ đem đến một chủ đề rất huyền bí, đó chính là âm khí và tâm linh. Có thể bạn không bao giờ tin rằng có linh hồn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng thực tế lại không như vậy cuộc sống của chúng ta chứa đựng rất nhiều điều huyền bí mà câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ